Maybelline Hyper Sharp Liner đến từ thương hiệu nổi tiếng Maybelline vẫn luôn được biết đến là dòng kẻ mắt quốc dân bởi chất lượng cũng như giá thành hạt rẻ. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ review Maybelline Hyper Sharp Liner để bạn có thể tự đánh giá ngay nhé. Đôi nét về thương hiệu Maybelline. Maybelline là một thương hiệu đến từ nước Mỹ với sứ mệnh áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến vào những sản phẩm làm đẹp. Tính đến hiện tại hãng đã cho ra mắt nhiều sản phẩm như là bút kẻ mắt, mascara, phấn mắt, phấn nền, son. Những sản phẩm này nổi trội bởi chất lượng sản phẩm tốt cùng với giá thành hợp lý cho người sử dụng. Vào 2017, Maybelline chính thức có mặt tại Việt Nam và được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt. Bên cạnh đó, bạn cũng không khó để tìm kiếm những sản phẩm Maybelline chính hãng trên toàn quốc như là cửa hàng tiện lợi, siêu thị, cửa hàng làm đẹp. Bao bì thiết kế. Maybelline New York Hyper Sharp Liner được hãng sử dụng bao bì bằng hộp giấy hình chữ nhật dẹt. Trên bao bì cũng được in kèm logo hãng, thông tin cần thiết của sản phẩm. Bên trong, bút có dạng thuôn dài nhỏ gọn giúp người dùng có thể dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Đầu bút được hãng cải tiến mềm mại hơn, sắc nét hơn chỉ 0,01mm. Vì vậy mà người dùng có thể kẻ mắt cực kỳ linh hoạt, dễ dàng biến hóa các đường nét mảnh dày khác nhau. Cấu trúc ống mực cũng được thay đổi tốt hơn so với phiên bản trước đó, giúp dòng mực chạy từ ống xuống ngòi, giúp đường nét đậm hơn và đều hơn. Hướng dẫn sử dụng Maybelline Hyper Sharp Liner. Kẻ mắt chính là một bước quan trọng trong quá trình make up. Để đánh giá một lớp make up hoàn hảo thì kẻ mắt chính là yếu tố quyết định điều này. Đây cũng là bước khó khăn, nhất là đối với những người mới bắt đầu kẻ mắt. Đầu tiên, sử dụng bút kẻ mắt Maybelline để kẻ những đường mảnh ngắn sát mi mắt đi từ hốc mắt đến đuôi đôi mắt. Nối những đường kẻ cho nét vẽ được liền mắt để tạo nét vẽ mỏng hoặc dày tùy phong cách của mỗi người. Hướng theo đường mi dưới, bạn vẽ một đường chéo nhỏ hất lên từ đuôi mắt về phía đuôi chân mày. Nối đuôi đường kẻ vừa vẽ với phần đuôi mắt để tạo thành một hình tam giác nhỏ. Ở bước này, bạn cũng có thể sáng tạo ra những họa tiết thể hiện cá tính riêng. Lưu ý khi sử dụng Maybelline Hyper Sharp Liner. Để đạt được hiệu quả khi sử dụng Maybelline Hyper Sharp Liner, bạn cần lưu ý những điều sau đây. Trong quá trình sử dụng, nếu chưa vừa ý hoặc bị lem, bạn cũng có thể sử dụng kem che khuyết điểm để che đi. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng tăm bông có nước tẩy trang để tẩy đi, cẩn thận tránh hỏng những lớp make up khác. Dùng bút kẻ mắt vẽ theo hướng xuôi, tránh việc kẻ ngược lại để không bị hư ngòi bút. Sau khi sử dụng phải đậy kín nắp, tránh đầu bút tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài, nếu không mực sẽ bị khô. Tẩy trang, bạn cần sử dụng tẩy trang chuyên dụng dành cho mắt môi hoặc dầu tẩy trang để có thể xóa đi hết lớp kẻ mắt. Ưu nhược điểm của Maybelline Hyper Sharp Liner. Nhược điểm: đối với những hãng khác ra mắt nhiều phiên bản màu sắc khác nhau giúp người dùng có nhiều lựa chọn, thì đối với Maybelline lại giới hạn màu chỉ có mực đen. Đây cũng là nhược điểm duy nhất của hãng. Ưu điểm: được nhiều người lựa chọn để sử dụng, Maybelline Hyper Sharp Liner có những điểm nổi trội sau. Hãng sử dụng công nghệ màng lọc phim để tối đa việc lem khi tô mắt, đồng thời đường kẻ được đảm bảo không trôi suốt 17 giờ làm việc. Chống nước, giúp người dùng có thể hoạt động dưới nước mà đường kẻ mắt vẫn đảm bảo không bị mất đi. Dễ dàng tẩy trang chỉ với nước tẩy trang chuyên dụng cho mắt mà không bị rát mí mắt. Những đường mực da đều đậm và mau khô nên không dễ dàng bị lem sang vùng da khác. Đầu cọ sắc nét giúp người sử dụng dễ dàng sáng tạo ra những đường nét khác nhau. Giá thành phù hợp với đại đa số thu nhập, giúp bất cứ ai cũng có thể trải nghiệm. Trên đây là review về sản phẩm bút kẻ mắt Maybelline Hyper Sharp Liner. Nếu bạn muốn sở hữu sản phẩm này thì hãy truy cập ngay link dưới đây. Đừng quên like và follow fanpage để cập nhật những thông tin nhanh nhất nhé.